Rồi, test nhận chiếc Edge mới làm ở full nồi Thái bên độ xe bên nào. Mình là nồi chính xác, chạy bên chạy xe trong xe. Đó. Chào anh em, Edgester 155 năm số nha. Giới thiệu với anh em có mình lên cái bộ nồi Thái. Con này thì xe zin nha. Trước giờ chưa dưỡng luôn. Cái nồi nó bị yếu nồi, cái này thuộc nồi ha. Cho anh em coi cái nồi cũ là mình đi giới thiệu với anh em có mình cái nồi Thái mới nha. Cái bộ nồi cũ chủ xe thì cái hai nhôm nồi bị mòn hết rồi nha. Đó, nhưng mà xe này chạy cũng hết mười mấy năm rồi, cũng mòn, xe chơi cũng như rồi nha, không còn đồ phẳng nữa. À, cái bố sắt thì bị nó chai bố và nó mòn hết bố nha. Sắt thì bị mòn nhẵn luôn, nên thấy không? Bố thành màu đen nè, nó không còn cái độ bám nha, đen thui thui lùi luôn. Đó, bố sắt xen kẽ nhau nè, nó mòn hết bố và nó chai bố nha, sắt màu nhẵn ha. Đó. Thì cái phần cái lò xo bị lúng xẹp rồi, nói chung xài lâu ngày quá là xo giờ nó yếu xìu, nó xẹp lép nha. Thì có mình cái bộ nồi mới sẽ đi cho anh em là full bộ nồi Thái đầy đủ chủ xe luôn. Gồm cặp nhôm nồi zin Thái nè, hai nhôm nồi zin Thái nè, cái sơn nguyên cái nè, full mới cho anh em ha. Đó. Đi cho anh em là bố Thái nha, combo là 5 đôi bố nồi zin Thái. Đó, trắng đẹp ha, 1 2 3 4 5 ha. 5 đôi bố nồi zin Thái nè. Đi sắt zin Thái luôn, combo là 4 sắt zin Thái nè, trắng đẹp như trên full mới ha. 1 2 3 4 ha. 4 sắt zin Thái nha. Đó. À, đi kèm chủ xe là cái tay côn mới nè, tay côn cũ bị hư rồi, cũ quạt nha. À, dây côn mới luôn, dây côn cũ là nó bị sắp đứt rồi, đó. À, 4 lò xo nồi mới. Rồi. Anh em mà muốn lên cái bộ nồi Thái với dòng S35 thì ghé bên độ xe Việt Nam, mình sẽ làm cho anh em một lần ấy chạy bền nhẹ xe bốc nha. Rồi, chào. Rồi, chào anh em, Edgester 155 năm số nha. Giới thiệu với anh em có hình ráp bộ nồi Thái. Đầu tiên mình sẽ cho phần cái chuồng heo nồi vô, tới phần cái lồng đèn chặn đế, tới phần đế nồi, tới lồng đèn chặn phe, tới tán nồi trước nha. Đó, tán nồi sẽ bắn lại mình lắc kê luôn. Thành cho phần cái bố nồi vô. Đó, lá bố thì anh em lắc chiều nào cũng được ha. Còn cái phần cái lá sắt thì nó lắp đúng chiều nha. Đó, cái chiều côn thì nó nằm trong, còn chiều bén nằm ngoài nha. Có hình thì sẽ cho đúng luôn là 5 bố, 4 sắt và 4 lò xo nồi nha anh em. Rồi, tới lá sắt thứ tư nè và tới lá bố thứ năm ha. Kết thúc cuối cùng là bố thứ năm. Rồi mình sẽ tiến hành là cho cái phần cái ti côn bên cái nắp cũ ở nắp mới nha. Và bỏ cái bi nồi vô trong phần cốt nồi luôn. Rồi, tiến hành là cho 4 cái lò xo nồi vô. Lò xo thì có hai chiều, cái này là chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ thì nằm trên. Đó. Tiến hành là siết đều 48 ép 4 lò xo nồi. Sau đó mình tiến hành là chỉnh lại cái lò xo nồi nha, định tâm lò xo nồi ha, và tiến hành là chỉnh nồi. Chỉnh nồi thì anh em lưu ý ha, phần cái bên chụp côn thì sẽ cho phần cái cánh buồm trùng với cánh buồm lốc máy nha. Thì bên này là chỉnh xong xuôi rồi. Đó, bên này thì mình là chỉnh xong xuôi cho anh em ha. Cánh buồm chụp côn với buồm lốc máy trùng nhau nha. Rồi còn phần kia mình chỉnh lại cho anh em cái nồi ha. Chỉnh như quay thêm thôi. Rồi test cho anh em coi có hình cái bộ nồi ha, cắt ngọt chăm chăm nha ha. Đó, mình test bên ngoài cho anh em coi luôn. Đó, bao ok. Rồi, tiến hành đập bốc nồi và test cho anh em có hình cái bộ nồi Thái như chiếc qua S35 nha. Rồi, test nhận chiếc S mới làm phun bộ nồi Thái bên độ xe bên nào. Mình là nồi chính xác, chạy bên chạy xe trong xe. Đó, bao ok cho anh em ha. À, con này thì mình thay phun cái nồi nè, bố sắt là so phun Thái luôn. Đó, thay tay con thì con mới vô xe. Giờ chạy là ok, em rung nha, không bị tình trạng là tuột nồi lì nồi như thế nào ha. Đó, phun có hình nồi chính Thái. Em rung nhẹ nhàng. Quá giòn ha. Phun bộ nồi Thái nha. Hết dòng, hết xào, hết bị tuột nồi nha. Đó, mình test nhẹ cho anh em vài dòng để cho anh em tham khảo rồi mình giao xe chủ xe. Mình có nhận bảo hành cho anh em ha. Nó làm xong rồi là có bảo hành đầy đủ cho anh em để cho anh em yên tâm chạy nha. Full bộ nồi chính xác. Ok nhẹ nha. Bóc giọt cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em Edgester rất nhiều nha. Mình sẽ giao xe chủ xe. Cái chủ xe về ha. Rồi, cảm ơn anh trai 71 luôn.